và Truyền hình tỉnh Hậu Giang xin giới thiệu một chương trình lần đầu tiên lên sóng HGTV. Tin tức. Và những sự kiện không thể bỏ qua. Nhưng không chỉ có vậy. Không gian của nghệ thuật và cảm xúc, những câu chuyện đời, chuyện người và niềm tin từ những con người tử tế. Sài Gòn là mảnh đất hoa lệ, hoa cho một ai khác, nhưng lệ là của những phần nghèo, những người vô gia cư. Không biết lấy cái gì và để đền đáp cái công lao của thầy. Cơ hội việc làm, bí quyết tiêu dùng sạch, an toàn. Tư vấn của chuyên gia, bác sĩ mang lại niềm hy vọng cho những người mắc bệnh nan y. Chúng tôi luôn nỗ lực mang đến cho quý khán giả những giá trị mới hơn mỗi ngày. Chuyển động Đông Tây 24 giờ, 11 giờ hàng ngày trên Truyền hình Hậu Giang. Kính mời quý vị đón xem.